Sau kỳ nghỉ dài vì dịch COVID-19, các nhà trường, cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập cơ bản đã khôi phục lại mọi hoạt động bình thường. Chương trình sữa học đường cũng tiếp tục được nối lại sau 3 tháng gián đoạn. Khi tổ chức cho học sinh uống sữa học đường, các nhà trường phải tuân thủ quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt theo hướng dẫn của ngành y tế và giáo dục đào tạo. Theo đó, sữa học đường được nhà cung cấp Vinamilk sản xuất mới trong quý 1 năm 2020 và giao nhận cho các trường. Nhân viên giao sữa mặc đồ bảo hộ, xe sữa được khử khuẩn liên tục. Các cô giáo, học sinh trước khi uống sữa đều rửa tay sạch sẽ. Vỏ hộp sữa sau khi uống được thu gom và xử lý đúng cách, bảo đảm cả khâu an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn phòng dịch. Hà Nội hiện có hơn 1 triệu học sinh ở 4.000 trường mầm non, tiểu học công lập và ngoài công lập tham gia chương trình sữa học đường, cao nhất cả nước về số lượng và giá trị uống sữa. Đến nay, cả nước cũng đã có trên 20 tỉnh, thành phố triển khai chương trình sữa học đường nhằm mục tiêu cải thiện dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc cho trẻ em.